Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn nội dung bài viết Quảy Can đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng. Bây giờ là nội dung phần tin. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo vừa bổ sung dự toán năm 2020 đợt 1 từ nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện hơn 360 triệu đồng để mua thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch. Hiện nay, huyện Tuần Giáo đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại khu cách ly Hủy Lóng, Mùn Trung, giám sát hơn 2.000 người đi từ địa phương có ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.043 người dưới 14 ngày. Việc bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách sẽ góp phần đảm bảo kịp thời yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Bộ Công Thương vừa chính thức thông báo về việc giảm giá điện và tiền điện trong 3 tháng cho khách hàng sử dụng điện. Theo chỉ đạo của Chính phủ, về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân do tác động của dịch COVID-19, cụ thể, đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh, giảm 10% giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm so với đơn giá. Tại quyết định số 648 ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương, với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt giảm 10% tại các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4, dưới 300 kWh tháng. Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, điều chỉnh từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất. Thực hiện giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám, chữa, tập trung, bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở khám chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn và các cơ sở lưu trú, du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Thời điểm giảm giá điện và giảm tiền điện được xác định theo kỳ ghi chỉ số của đơn vị điện lực tại công tơ của khách hàng. Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện khách hàng sử dụng trong 3 tháng, tháng 4, tháng 5, tháng 6 sẽ được giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7. Công ty Điện lực Điện Biên sẽ triển khai thực hiện việc giảm giá điện trên địa bàn. Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đang phải tạm hoãn để tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, việc chủ động phải chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cho Đại hội Đảng bộ các cấp vẫn được các địa phương tiến hành nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó không để thiếu nội dung quan trọng là lấy ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Đây có thể xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Có thể thấy rằng, việc đóng góp ý kiến của các đảng viên quần chúng nhân dân vào văn kiện đại hội vừa là quyền lợi nhưng cũng thể hiện trách nhiệm của mỗi người với những vấn đề quan trọng của đảng, của quê hương, đất nước. Những ý kiến tâm huyết đó đều hết sức quan trọng, vừa thể hiện được ý đảng, vừa phản ánh được lòng dân với những giá trị thực tiễn phong phú sinh động. Đó là cơ sở quan trọng để đảng bộ các địa phương nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ sắp tới. Năm 2019, từ sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và các cá nhân có lòng hảo tâm trên địa bàn huyện, Quỹ Bảo trợ Trẻ em huyện Tuần Giáo đã nhận được 300 triệu đồng. Từ kinh phí đó, Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ em huyện Tuần Giáo đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập, trẻ em mồ côi, khuyết tật, đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Tết Trung thu, với tổng kinh phí hỗ trợ là 288 triệu đồng. Trước yêu cầu giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên hòa nhập cộng đồng, Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ em huyện
tiếp tục kêu gọi các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức từ thiện, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ, đóng góp tiền, hiện vật để có thêm điều kiện tiếp tục thực hiện các chương trình giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Hiện nay thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, là điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh bùng phát. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Tuần giáo đã tích cực chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai công tác phòng dịch bệnh, đặc biệt là cho đàn gia súc gia cầm tại 19 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Chủ động tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh trên động vật bùng phát lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên người đang diễn ra hết sức phức tạp. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em. Thời tiết nắng nóng kèm theo độ ẩm trong không khí khá cao là những điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, siêu vi bùng phát, tấn công và gây bệnh cho con người, chủ yếu là trẻ em do sức đề kháng còn yếu. Đây chính là điều các phụ huynh cần lưu ý để giúp trẻ em phòng bệnh. Những bệnh lý thường gặp trong điều kiện thời tiết như hiện nay chủ yếu là tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, nhiễm siêu vi, viêm não Nhật Bản B, bệnh tay chân miệng và các bệnh khác. Để ngăn ngừa và đảm bảo sức khỏe cho trẻ, các bậc phụ huynh cần lưu ý một số biện pháp, tạo thói quen cho trẻ như vệ sinh cá nhân tốt, rửa tay sạch sẽ, đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và chơi đùa, ăn uống hợp vệ sinh. Việc chế biến, bảo quản đồ ăn, thức uống phải tuân thủ chặt chẽ quy định an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế nhằm loại trừ tối đa các tác nhân gây bệnh ở đường tiêu hóa có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ. Bên cạnh đó, tăng cường lượng dịch uống giàu khoáng chất và nhiều vitamin, tiêm ngừa đầy đủ những loại bệnh lý nguy hiểm phù hợp với lứa tuổi của trẻ bằng các loại vaccine sẵn có, giúp trẻ được bảo vệ tốt trong suốt mùa nắng nóng này. Trong những năm qua, Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật huyện Tuần Giáo đã xây dựng, ban hành, xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Theo đó, Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật huyện triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ quyền hạn được giao, tạo sự chuyển biến cơ bản và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan, tổ chức thành viên hội đồng và từng thành viên của hội đồng trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ của hội đồng và nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật của từng cơ quan đơn vị. Xác định công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Do đó, hàng năm, các cấp hội cựu chiến binh từ huyện tới cơ sở đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến 100% cán bộ hội viên, từ đó đã tạo sự gắn kết giữa các hội viên trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hội đã duy trì nghiêm túc chế độ giao ban với cơ sở nhằm triển khai kế hoạch kịp thời, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của hội viên, từ đó có biện pháp giúp đỡ thiết thực hiệu quả. Để thực hiện tốt phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ giúp hội viên, đặc biệt là hội viên dân tộc thiểu số có điều kiện sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Hội phụ nữ huyện Tuần Giáo đã tập trung tuyên truyền tới hội viên phụ nữ về việc thực hiện phát triển kinh tế hộ gia đình theo chương trình dự án của huyện, cũng như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng rừng, chăn nuôi lợn, gà thả vườn, chăn nuôi trâu bò sinh sản, phát triển thương mại dịch vụ. Chỉ đạo các cơ sở hội tuyên truyền tới hội viên thực hiện phong trào thi đua với các hoạt động cụ thể và thiết thực. Hội phụ nữ huyện không chỉ nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên mà còn góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương. Những năm qua, các già làng, trưởng bản, người có uy tín xã Phỉnh Sáng đã nêu cao vai trò gương mẫu trong việc tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân ở nơi cư trú chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nội dung trong quy ước, hương ước của dòng họ, qua đó góp phần đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Có thể nói vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Phỉnh Sáng là những hạt nhân tích cực góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào khác trên địa bàn, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân trong huyện,
Thời gian qua, Công an huyện Tuần Giáo đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến nhân dân, giúp nhân dân hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Tại các buổi tuyên truyền, bà con nhân dân đã được phổ biến tình hình trật tự giao thông trên địa bàn huyện, cảnh báo những tác hại của việc không chấp hành luật giao thông đường bộ và hậu quả của các vụ va chạm tai nạn giao thông. Cùng với đó, bà con nhân dân còn được truyền đạt kiến thức và hướng dẫn thực hiện các quy tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, những điều cần làm trước khi điều khiển phương tiện và những quy định về xử phạt vi phạm an toàn giao thông. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung bài viết Người dân chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hiện có khá nhiều người dân trên địa bàn huyện Tuần Giáo bắt đầu có biểu hiện lơ là, chủ quan với việc giãn cách để phòng dịch bệnh. Điều này thực sự nguy hiểm bởi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Có thể thấy vào những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội, hầu hết người dân trên địa bàn huyện Tuần Giáo đều đồng lòng tuân thủ các quy định, khuyến cáo của Chính phủ, của tỉnh, huyện về phòng chống dịch. Người dân ở trong nhà, hạn chế đi lại khi không thật cần thiết. Thế nhưng một vài ngày trở lại đây, tại một số nơi đã xuất hiện tình trạng người dân chủ quan lơ là, coi thường các quy định về phòng chống dịch. Đường phố bắt đầu đông đúc phương tiện hơn. Nhiều người không có việc thực sự cần thiết cũng đi ra đường. Tại nhiều khu vực công cộng, xuất hiện các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động ngoài trời mà không chấp hành theo quy định là đeo khẩu trang. Điều đáng nói, họ biết các khuyến cáo của cơ quan chức năng nhưng vẫn không thực hiện, không hề có ý thức phòng dịch, trong khi dịch bệnh vẫn đang hiện hữu và nguy cơ phức tạp hơn. Họ dường như quên mất các lực lượng chức năng vẫn đang phải căng mình chạy đua với thời gian để kiểm soát và khống chế dịch bệnh với mục đích bảo vệ sức khỏe cho chính họ. Thời gian qua, chúng ta vẫn đang kiểm soát tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh trên thế giới và trong nước còn rất phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn vẫn rất lớn nếu nới lỏng dịch bệnh có thể bùng phát. Do vậy, mỗi người dân không nên quá hoang mang nhưng cũng cần nâng cao ý thức của bản thân vì mình và cũng vì cộng đồng. Nói về việc thực hiện đeo khẩu trang của mình, anh Lò Văn Biên, bản Đông thị trấn Tuần Giáo, cho biết. Qua các thông tin đại chúng cũng như là qua được nghe về tuyên truyền, về cái diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 ở trên thế giới nói chung và cả nước nói riêng là đang diễn biến hết sức phức tạp. Đối với bản thân và cộng đồng bây giờ là chúng ta phải nêu cao cái tinh thần cảnh giác toàn dân chống dịch như chống giặc như câu nói của Thủ tướng Chính phủ. Và đối với bản thân thì chúng tôi trước hết là tuyên truyền cho người thân, bạn bè là trong gia đình là chấp hành ra ngoài đường thì đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn theo đúng quy định. Mong rằng mỗi người dân trước khi quyết định đi ra đường hãy nhớ tới tâm sự của chị Phạm Thị Hồng Nhung, một cán bộ ngành y tế chia sẻ trên mạng xã hội. Có thể bạn đang cảm thấy buồn chán vì phải ở nhà trong thời gian này, nhưng đó là bảo vệ chính bạn và gia đình của bạn. Bạn có biết hàng trăm đồng nghiệp của chúng tôi đang ngày đêm làm việc ở những nơi cách ly tập trung để theo dõi, điều trị cho bệnh nhân. Đã nhiều ngày nay, họ nhận nhiệm vụ mà không được về nhà. Họ cũng có gia đình, có những đứa con nhỏ cần hơi ấm của mẹ cha. Họ cũng có những người mẹ già mong con về, lo lắng cho sự hiểm nguy bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy đến. Nhưng họ vẫn phải ở lại tuyến đầu để chiến đấu với dịch bệnh. Vậy các bạn phải cảm thấy may mắn khi mình còn được ở nhà bên cạnh người thân của mình. Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết và nâng cao ý thức cách ly xã hội để mọi người đều được khỏe mạnh và cuộc sống bình yên trở lại. Hãy ghi nhớ khẩu hiệu, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi bài Quảng Cang đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng. Bước sang mùa khô năm 2019-2020,
Các ngành chức năng huyện Tuần Giáo dự báo có thể nắng nóng khô hanh kèm theo gió kéo dài nhiều ngày bởi diễn biến phức tạp của thời tiết. Toàn huyện có 12 trên 19 xã thị trấn thuộc khu vực có nguy cơ cháy rừng, thảm thực vật cao. Nếu không chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thì việc cháy rừng, cháy thảm thực vật rất dễ xảy ra. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo đã triển khai việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thủ trưởng các phòng ban, các đoàn thể huyện, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng các xã, thị trấn đã tổ chức tổng kết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện bảo vệ, phát triển rừng trong mùa khô này. Nói về công tác phòng chống cháy rừng mùa hanh khô trên địa bàn mình quản lý, ông Quảng Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Cang cho biết. Về công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2019 và 2020, thì về góc độ Ủy ban xã Quảng Cang thì từ đầu năm chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và triển khai cho các trưởng bản và bí thư chi bộ và các chủ hộ, chủ rừng và cá nhân và cộng đồng để làm chủ động kiểm tra kiểm soát rừng. Thứ hai nữa là thường xuyên là nâng cao trách nhiệm và tuyên truyền cho cái cộng đồng. Đồng thời, xã đã chỉ đạo các bản phân công nhiệm vụ trực tuần tra canh gác rừng và lập chốt gác tạm thời tại bìa rừng để nắm thông tin và giám sát hoạt động của người ra vào rừng để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Được nhà nước giao khoán 6 hectare đất rừng, đến nay gia đình ông Lò Văn Kính ở bản Cản, xã Quải Cang là một trong những hộ tích cực quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Vào mùa hanh khô, gia đình ông thường xuyên thu gom cỏ tạp, cây bụi, tạo vành đai cản lửa, chống cháy rừng. Ngoài ra, ông thường xuyên vận động người dân trong bản hết sức cẩn trọng khi đốt nương, đốt đồi cỏ, tránh gây cháy lan sang rừng. Nhờ đó góp phần quan trọng trong việc hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã trong mùa hanh khô. Diện tích gia đình nhận quản lý chăm sóc nhiều năm qua không để xảy ra vụ cháy nào. Ông Lò Văn Kính, bản Cản, xã Quải Cang cho biết. Những năm qua tôi và gia đình thường xuyên bảo vệ phát triển rừng. Tôi và gia đình cùng đi phát dọn thực bì để bảo vệ và phòng chữa cháy rừng. Đồng thời, huyện đã chỉ đạo các khối bản phân công nhiệm vụ trực tuần tra canh gác rừng và lập chốt gác tạm thời tại bìa rừng để nắm thông tin và giám sát hoạt động của người ra vào rừng để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự chủ động của lực lượng chức năng, tin rằng mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo, số vụ cháy rừng, vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng sẽ giảm đáng kể, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trong toàn huyện. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào, tạm biệt. Này Vân Dung, ôi, mùa dịch ở nhà cách ly xã hội mà sao thấy cứ phơi phới. Lao gì anh Công Lý, đã có tam phòng Covid, tứ vị đệ nhất. Ôi, hay thế, nói nghe thử xem nào. Tam phòng Covid là luôn đeo khẩu trang, mang nước sát khuẩn, không tụ tập đông người. Chuẩn, nhưng mà thế còn tứ vị đệ nhất thì sao? Thì ở nhà thưởng thức bốn hương vị phở ăn liền đệ nhất của Ace Cook. Nước dùng đậm đà, còn có gói súp chua cay, ngon và vô cùng tiên. Sáng đệ nhất phở bò, nơ nê làm việc. Rồi. Trưa đệ nhất phở gà, ngon mà nhanh tiện. Chiều đệ nhất phở trộn vui nhộn cả nhà. Tối bụng kêu đệ nhất phở nghèo có mặt. Ôi trời ơi, ngon với tiện lợi quá. Thế nhưng mà phở đệ nhất Ace Cook có tốt không? Tốt chứ, phở đệ nhất được làm từ hạt gạo Việt, kết hợp công nghệ Nhật Bản nên sợi phở dai mềm, giữ trọn dưỡng chất, chính là tinh túy ngọc trời, thuần Việt chuẩn Nhật. Hay quá, thế thì tôi phải đi mua phở đệ nhất Ace Cook luôn mới được. Phở đệ nhất Ace Cook, tinh túy ngọc trời, thuần Việt chuẩn Nhật. Bộ Y tế khuyến cáo người dân ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau. 1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét. 2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế số điện thoại
1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế. 3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng. 4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy. 5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa. 6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học. 7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan. Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với người bệnh, người cao tuổi. 1. Đối với các gia đình có người cao tuổi, đặc biệt người có các bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao, hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác. Khi có vấn đề về sức khỏe phải liên hệ ngay với y tế xã, phường, bác sĩ gia đình trong trường hợp thật sự cần thiết. Khi cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh, hết thuốc, điều chỉnh liều, luôn sử dụng khẩu trang và sát khuẩn tay nếu ra ngoài nhà. 2. Đối với người có bệnh mãn tính, cần đề nghị các cơ sở y tế thực hiện việc cấp thuốc điều trị với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng, tối thiểu là 2 tháng. 3. Thực hiện việc khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ. Trước hết, ưu tiên kê khai cho người từ 60 tuổi trở lên và người có các bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác. Hình thức khai báo trên thiết bị, điện thoại thông minh, máy tính bảng, thông qua ứng dụng nCoV tải từ Google Play hoặc App Store. Trong quá trình khai báo y tế điện tử, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ số điện thoại 0949 760 366.